Bạn gái Nam Ok lên tiếng sau những chỉ trích, xin đừng trả đạp bôi nhọ bạn ấy. Với chúng tôi bạn ấy là một phần cuộc đời. Sau khi xuất hiện những bình luận không hay của cộng đồng mạng về vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra và liên quan đến youtuber Nam Ok, tối ngày mùng 5 tháng 10, DL, bạn gái của nam thanh niên này đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Vụ tai nạn thương tâm ở Bắc Ninh đã khiến cho thành viên của kênh Duy Thường Trà Vinh tử vong. Trong đó, cơ quan chức năng xác định chiếc xe có 6 người thì 3 nạn nhân tử vong. 3 người bị thương. Người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Văn N, Nam OK, một nhân vật khá nổi tiếng trên nhiều trang mạng xã hội. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đã khiến nhiều người bàng hoàng. Nhiều người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đã vào trang cá nhân của các nạn nhân xấu số để lại lời chia buồn, thương tiếc. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bình luận cho rằng Nam OK đã phóng nhanh dẫn đến vụ tai nạn thương tâm khiến cả nam thanh niên và hai người bạn ngồi trên xe ra mãi mãi. Nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt trái chiều xuất hiện với nội dung tiêu cực. Sau khi hoàn tất tang lễ của hai thành viên nhóm Duy Thường Trà Vinh tối ngày mùng 5 tháng 10, D. L. Bạn gái của YouTuber Nam Ok đã bày tỏ cảm xúc buồn thương trên trang cá nhân. Bạn, Nam Ok phỏng vấn, là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn bạn vì đã đến. Bên cạnh đó, trước những bình luận gay gắt trên mạng xã hội xung quanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra, L. cũng lên tiếng mong mọi người hãy dừng việc công kích bôi nhọ lại vì dù thế nào các bạn cũng đã ra đi công việc của n và t đã xong xuôi rồi cảm ơn mọi người đã hỏi thăm hai bạn mình thật sự rất mong và cầu xin mọi người đừng ai trả đạp lên bạn ấy nữa đừng ai bôi nhọ hay cố tình nói những lời không hay không đúng sự thật về bạn ấy có thể bạn ấy không là gì với các bạn nhưng với chúng tôi bạn ấy là một phần của cuộc đời cảm ơn rất nhiều bạn gái nam ok chia sẻ trên trang cá nhân trước đó anh đào văn thường đại diện kênh duy thường trà vinh đã lên tiếng trên trang cá nhân các bạn chỉ nhìn thấy một góc của camera là tại sao em tôi phi xe nhanh mà không nghĩ có đoạn đầu của câu chuyện thương tâm là gì. Ngay sau khi những thông tin trên được chia sẻ, nhiều người cũng bày tỏ thái độ đồng tình và gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân xấu xố. Đa phần mọi người đều cho rằng, bất cứ sự ra đi nào cũng đều là mất mát, mọi người hãy dừng việc chỉ trích công kích lại. Còn nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông là gì đã có công an và cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé